Thời cảm nghĩ khi múc bột đi. Dạ em múc bột cũng vất vả lắm. Múc bột cũng là một cái quy trình lắm. Múc bột cũng là một nghệ thuật đúng không? Dạ. Người múc bột là nghệ sĩ. Người múc bột là nghệ sĩ. Dạ, đã múc cho. Đã múc rồi. Nghệ sĩ không được giành nhau. Đó, lên thành như dùm ống kính cười nè cá cài. À, múc bột. Nội trong giai đoạn múc bột thôi mà khán giả đã quá khích rồi, quay khán giả cười nè. À, đến giai đoạn chỗ bắp chín á. Năm bếp hoạt động một lúc. Múc nhưng mà không nói anh. Đổ lại. Làm lại. Làm thiệt kìa, đổ lại làm thiệt. Giờ động nhiều nha. Cũng chuyên nghiệp lắm á, nãy giờ mày than phiền nhưng. Không ai phải than phiền là ít nhiều hay là sao hết không? Bao nhiêu người ta đổ vô nhiêu mà đâu có than phiền. Bình thường múc rất là nhanh, tự nhiên giờ múc chậm lên. Hơi nhiều vậy đó. Rồi, có Quốc Dương lên sóng nè. Đuôn tài cũng chưa. Anh hướng dẫn như thế nấu ăn vậy đó. Chúng ta cho mở mà. Nhìn ống kính cười cười kinh tình cái coi. Có làm mở. Anh đang làm, anh đang làm. Cuối cùng ai dạy? Người ta dạy đó hay đằng này? Anh nói làm thực hành em là em thuyết trình. Làm tiếng hả? Làm tiếng này cũng nhép miệng đi. Xong rồi chở dầu nóng người ta cho cái xèo vào, đổ bột vào. Thì tráng đều chảo. Ta phải đổ trên vành trước. Các bạn chỉ cần đổ một muỗng thôi nhé. Còn ai muốn đổ hai muỗng thì tự nhiên. Hai muỗng nhỏ. À, trong quá trình chờ bánh chín thì giờ giải thích đi. Trong vòng 3 đến 4 phút thì bánh chín. Khánh ơi, sao? Quay vòng vòng cho cái bánh nó được giòn. Chú yếu là phải cái điều ha. Trong giai đoạn này thì chúng ta có lát bằng ăn ngon ít thôi thêm không? Cần lửa lớn. Các bạn nhớ đắp dung lại. Đắp chứ. Rồi sao phải đắp vô lên vô. Để cho bánh nó màu vàng. Đó. Làm xong chưa bác? Đang quay phim. Mâm á. Đổ đi. Đổ cho chị. Khán giả vô. Rồi lượt lượt hai nè. Trời ơi, nãy giờ múc múc bột nè. Rồi múc bột rồi quay cho nó mới chịu. Nè em, hiệu ứng nè. Hiệu ứng nè, zoom nè. Zoom đi. Không, mặt em to rồi, khỏi cần zoom. Vậy anh lấy xe ra anh ơi, quá hả? Rồi xe ra. Nhưng tới nhưng. Tới nhưng em. Dạ. À nhưng. Múc nhưng nữa kìa. Kiểm điểm cô múc nhân. Giai đoạn múc nhân cũng rất là công phu. Chứ tiên làm... Phải tới tay thôi à, phải điều thịt với nhân như vậy nè. Dàn mặt lên xấu chứ à, à, như vậy là này vừa cái bánh mà ngon mì. Để hai dĩa cái thôi. Hưởng, hưởng xung. Rồi đây, đây là phần cuối cùng để mình ra làm một chiếc bánh nó ngon. Trời. Các bạn phải cầm, cầm như như tôi nè, đó. Có cần quay cái tay không? Quay đó, đây. Quay tay qua tên này. À. À. Em thấy hai người này tốt nhất là làm diễn viên á anh. Rồi đây là cái mặt tôi do cái bánh không các bạn. Rồi tôi đi nha. Cái bánh đẹp hơn cái mặt bạn. Bánh của Dương lâu quá vậy? 5 phút rồi đó nha. Chết rồi.
Hồi nãy như Quốc Dương nói bao nhiêu ta? 3 phút rồi đó. 3 đến 4 phút là trong thời gian để nó. Còn trong thời gian này chúng ta sẽ quay cho nhanh lên. Nhanh nhanh chứ không hết cũng nhớ. Tốc độ Dương là hồi chậm rồi đấy nha, so với bên bên kia nha, Lê Tuấn là nhanh nha. Mày thấy là bánh nó khô thì nó sẽ giòn cái phần lên. Sau đó chúng ta cho nhân vào. Ông đổ muốn nhân rất là ăn đậm. Nói nữa, nói nhân luôn. Nhân thì trong đây của chúng tôi có măng, củ kiệu, thịt vịt, băng nhuyễn, đậu phộng, đậu phộng mình lá. Để cho mặt thịt củ kiệu đồ này kia nó sẽ đều. Nó nghe nè, hồi nãy nói rồi. Thôi không quay nữa, đó nữa. Rồi đây đây, đây là tiết mục lau dĩa, phải sạch sẽ trong lúc ăn để tránh bị đau bụng. Bạn nào đau bụng thì nên uống thuốc trước khi ăn. Các bạn biết uống thuốc gì chưa? Rồi sắp hết bộ nhớ rồi. Thôi tắt đi.